Thưa quý vị, càng gần Tết thì nhiều mặt hàng tiêu dùng thiết yếu lại có xu hướng giảm giá mạnh. Đây là những thông tin được chúng tôi cập nhật trong bản tin giá cả thị trường hôm nay. Chỉ còn 2 tuần nữa là Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giá vé máy bay tàu hỏa hiện vẫn còn khá dồi dào và đang ở mức rất thấp. Trên chặng bay thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, giá vé khứ hồi từ 3.100.000 đồng đến 4.400.000 đồng tùy hãng bay. Một số chặng bay gần Tết vé còn rẻ hơn bởi các hãng được tăng thêm chuyến bay. Giới đường sắt, ngành này dự kiến cung ứng khoảng 210.000 chỗ cho cả trước và sau Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, thống kê cho thấy lượng vé tàu đã bán được chỉ khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Càng gần Tết Nguyên đán, một số mặt hàng thiết yếu đang được các kênh bán lẻ triển khai nhiều chương trình giảm giá, lên tới 45-50%. Các địa phương cũng có nhiều biện pháp nhằm giúp cho người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và đáp ứng nhu cầu mua sắm mùa Tết, tránh tình trạng hàng hóa khan hiếm và giá cả leo thang trong dịp cuối năm. Thông thường, nấm lim xanh khô có giá 1.500.000 đồng đến 1.800.000 đồng một ký. Tuy nhiên, dịp gần Tết, giá lên từ 2 đến 2.500.000 đồng một ký tùy chất lượng. Gần Tết, nhiều người có nhu cầu lùng mua nấm ngâm rượu nên nấm lim bán rất có giá. Những người hái nấm cho biết thu nhập đạt từ 500 đến 1 triệu đồng mỗi ngày. Giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng từ 1.000 đến 2.000 đồng một ký tùy địa phương. Tại miền Bắc, giá lên 55 đến 56.000 đồng một ký. Khu vực miền Trung, Tây Nguyên và miền Nam có giá dao động từ 48 đến 50.000 đồng một ký. Dự báo giá heo hơi sẽ tiếp tục có xu hướng tăng trong những ngày tới. Hôm nay, giá cà phê tại các địa phương trọng điểm quay đầu giảm, đồng loạt về dưới mốc 40.000 đồng một ký. Trong đó, tỉnh Lâm Đồng là địa phương có mức giá thấp nhất, đạt 39.100 đồng một ký. Hai tỉnh Gia Lai và Đắk Nông hiện đang giao dịch với mức giá là 39.800 đồng một ký. Còn tại tỉnh Đắk Lắk cũng giảm xuống mức 39.900 đồng một ký.